hôm nay cho anh em xem cái cây uh, của mình ha à, nó lên tượng rầm, rầm 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 nè ha à, thì uh, lá già xả tàn bôi keo đồ cành à, dở lên cắt rễ lại 50% mươi à, trộn sơ dừa vỏ trấu lót đá hay trồng tưới một lần kích rễ và thú rễ thú rễ là gối này ha à, còn kích rễ là cặp rốt ếch và rốt chín à, pha theo tỷ lệ tưới vô rồi xong hàng ngày phun nước lên tàn không được tưới vô gốc à, nhớ nha à, thì bây giờ là cỡ 15 000 ngày rồi nè à, nhúm mầm lên hết rồi nè ha. À, nhú mầm lên hết, đầu cành nào cũng xì hết ha. À, ừ, cái nào cũng xì hết. À, anh em nhìn kỹ ha, cái đầu cành nào cũng xì hết. À, không có cành nào không xì ha. À, lý do là mình làm đúng bài. À, làm đúng bài là xì hết ha. à? Anh em sẽ đến cái một 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 nó xì lên từng lưa ha. Đó, đó. ừ chị hết ha đó, thì cứ lá già xả tàn ha lá già là cái lá nó già khăn giống vậy nè ha đó. và cái đầu cành nó cắm cám ha đó, cắm cám vậy là là nó già còn mà lá nó còn mới chuyển qua màu xanh lá mạ giống vậy là không phải già nha đó, lá này xả cái là lên đường đó, lá cả này xả là lên đường nha báo cho người biết ha lá cả vậy là xả là cái cây lên đường liền nhớ là lá già và ngưng phân trước tháng ha là cái cây của mình nó mới đạt ha thôi xin chào chúc cả nhà có một buổi sáng ở vui vẻ ha thôi xin chào ha